móc xíu à.
loại một lá à, tầm hai mấy ba chục ký. Ba ngoài kết cá đây nha cả nhà, ba chục kết sáng cá chỉ nhiều nữa. Cá này solo chân bố động kết tầm 200.000 nha.
rồi món, còn những cái món này là mình tự mình làm, muốn ăn thì mình làm gì ăn nha, chứ không phải là kiểu như bông này có bông kia đâu nha. Quá đẹp, cho yếu nó ăn mạnh lại rồi, tôi ăn ít lại rồi. Chán rồi lịch ha, là cố nào anh ơi, tao cố anh tới mày nha, tao quay mày chấp chú ba trước đó. Nói chung là đang để dịch chặt ra nữa cả nhà, dịch chặt chưa xong nữa, ăn này trước đi, này phải có bún nữa ha. Khỏi bún cái này mì á, mì mì trụng nữa ha. Mì trụng ngon đó, nãy giờ quên trụng mì mình gói trụng hai gói là đủ rồi. Cả đêm nắng này xong rồi chiều mình ăn mì sao. Nó cũng gan vậy đó. Bây giờ mình thưởng thức trước một cuốn nha cả nhà, đợi thịt dịch ra anh em mình ăn cơm. Thịt dịch đang đợi ra đó. Thưởng thức trước một cuốn đi. Nó sao cả nhà ơi. Mời cả nhà nha. Nói chung là lâu dữ rồi mới ăn nha. Gan giờ nguyên rồi, ăn được rồi. Ừ. Chích này sang em. Dạ, chích đi. Món hai miếng gì vậy? Hai cái nó lủng, nó bị lủng. Nó không có thì nó bị lủng. Nè, chứ đây. Mình héo là giờ cầm cái cuốn gung gung tay chân mà chưa dám ăn nữa nè. Gung gung tay luôn á, tại vì hộp cà vô hòn á, ăn còn ba cái đồ chín hòn không à. Ờ. Chuẩn bị rồi mới chín là cây móc buộc rồi. Nó chín rồi là tới chân có bánh tráng là còn gì nữa trời. Rau sống này đủ nữa. Quá rồi. Nói gì rau sống nữa. Còn tư ăn nó cũng tới vô vô hết nữa. Chốt, chốt rồi. Quá đi. Cái nữa, một cuốn ăn em. Hai cái nghe cả nhà. Đây luôn. Nè mình ăn điểm tâm này trước đi, ngồi kia mình ăn sau. Mua ra làm
Chủ cả nhà ai? Ừ. Mà cả nhà nha. Món kia mình ăn cơm mà này ăn tráng miệng mà. Này khai vị mà. Này là món khai vị mà. Tiếp tục công việc nữa nha.